Tại một chảo vệ tinh khổng lồ ở dãy Anpơ, các công nhân đang lắp hàng ngàn tấm pin để đa dạng hóa nguồn năng lượng của Thụy Sĩ. Toàn bộ các chảo vệ tinh cũ ở thị trấn Lức, bang Valais đã biến thành một nhà máy năng lượng mặt trời. Được lắp đặt ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, các chuyên gia kỳ vọng độ cao này sẽ cho phép chúng nhận được mức ánh sáng mặt trời tối ưu ngay cả trong mùa đông. Với bề rộng 32 mét, một chảo vệ tinh loại này có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của khoảng 25 hộ gia đình. Theo Chiến lược Năng lượng 2050 của chính phủ, Thụy Sĩ có kế hoạch tăng sản xuất điện từ năng lượng tái tạo và hydro, trong khi dần từ bỏ năng lượng hạt nhân, hướng tới mục tiêu tăng thêm 2 terawatt điện xanh trước năm 2040. Trong năm 2020, năng lượng hạt nhân tạo ra 1/3 sản lượng điện của Thụy Sĩ, trong khi năng lượng mặt trời chiếm 3,7% tổng sản lượng điện.